Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. NATO đang duy trì 9 căn cứ quân sự bí mật trên đất Ukraine. Hợp tác quân sự giữa Ukraine và NATO đang ngày một sâu sắc hơn, thể hiện ở những cuộc diễn tập chung với tần suất dày đặc, cũng như sự có mặt của binh sĩ liên minh Bắc Đại Tây Dương trên lãnh thổ quốc gia Đông Âu. Mặc dù Ukraine chưa gia nhập NATO, nhưng các căn cứ quân sự của Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã hoạt động trên lãnh thổ nước này Chuyên gia phân tích của tạp chí Kosomoskaya Bravida, đại tá về hưu Victor Baranet cho biết, việc thiết lập các căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine bị cấm theo Điều 17 của Hiến pháp, tuy nhiên có cái hở trong điều luật trên và đang được chính quyền kiếp cũng như NATO tận dụng. Thực tế là lệnh cấm chỉ áp dụng cho việc triển khai quân thường trực. Nếu các binh sĩ NATO đóng quân tại Ukraine trên cơ sở luân phiên, thì hạn chế nói trên sẽ tự động được dỡ bỏ. Tranh thủ điều này, Ukraine đã cho triển khai một số nhóm binh sĩ của NATO. Theo ông Barak, có 9 cơ sở quân sự trên đất Ukraine không chính thức liên quan đến NATO, nhưng thực tế thuộc về phương Tây. Cơ sở đầu tiên trong số đó là Trung tâm gìn giữ Hòa bình và An ninh Quốc tế, đặt tại khu huấn luyện Javorit cách không xa Lviv. Kể từ năm 2015, hơn 10.000 quân nhân Ukraine đã được đào tạo tại đây dưới sự hướng dẫn của 300 giảng viên đến từ Mỹ. Căn cứ thứ hai nằm ở khu vực Ochakov thuộc vùng Nikolaev, tại đây quân đội mỹ đã thành lập một phòng điều khiển tàu do tiểu đoàn xây dựng cơ động thủy quân lục chiến mỹ thiết lập điều thú vị là quân đội ukraine không có quyền tiếp cận địa điểm trên chuyên gia quân sự nga lưu ý căn cứ của mỹ trên bờ biển đen đã được lên kế hoạch mở rộng bằng cách tăng cường các bến bãi cũng như xây dựng một khu phục vụ sửa chữa và nhà ở cho thủy thủ cơ sở thứ ba sẽ thuộc sở hữu của vương quốc anh hiện tại có nhiều dự đoán cho rằng một căn cứ chính thức của hải quân hoàng gia sẽ sớm được xây dựng tại cảng jutni gần Odessa. Mặc dù sự diện diện thường trực của tàu chiến nước ngoài không thuộc Biển Đen bị công ước Montreal cấm, nhưng phương Tây đã tích cực tìm cách để lách các điều khoản của văn kiện nói trên. Theo ông Vicom Barak, ba căn cứ vừa được kê là những nơi triển khai quân của các thành viên NATO ở Ukraina nhiều nhất, tuy nhiên cũng có nơi ít được biết đến hơn. Ví dụ, căn cứ mang số hiệu 235 là một trung tâm đào tạo liên hợp được đặt gần làng Mikhailovka gồm Mikolai, Ngoài ra còn có những hoạt động huấn luyện cho các binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine được thực hiện bởi quân đội Mỹ. Tại thao trường huấn luyện vũ khí tổng hợp số 241 ở vùng Kherson, các bài tập đột kích và phá hoại đang được tiến hành. Bên cạnh đó là khóa đào tạo diễn ra tại thao trường số 233 ở vùng Malaya Liubasa trong vùng Rin và tại thao trường số 242 gần Gonchavosky ở vùng Chernigov. Căn cứ số 8 của NATO ở Ukraine là một trung tâm tình báo của Mỹ trên đảo Serpen gần Romania và thứ 9 là trại huấn luyện bắn tỉa gần Maribun. Theo chuyên gia Baranet, binh sĩ Ukraine được dạy cách bắn từ súng trường Barrett cỡ nòng lớn. Hiện tại, phía Ukraine cũng như NATO chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức nào liên quan tới thông tin mà chuyên gia quân sự Nga vừa cung cấp cho báo chí.